Xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự lễ Hai Bà Trưng tại Philadelphia do SBTN Pennsylvania thực hiện. Hồng Lê kính chào quý khán giả đài SBTN. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 3 năm 2019, vào lúc 2 giờ chiều, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại nhà hàng Sài Gòn Maxim thuộc thành phố Philadelphia. Hôm nay Hội Phụ Nữ Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức lễ giỗ Hai Bà Trưng và kỷ niệm 17 năm thành lập Hội Phụ Nữ. Mời quý khán giả theo dõi những hình ảnh lễ giỗ Hai Bà Trưng do nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại. Hường Lê kính mời. Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Oh, say can you see by the dawn's early light? Công dân ơi, đứng bên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và các anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. Theo tục cổ truyền hàng năm của người Việt Nam ở khắp nơi, thì mọi người tổ chức lễ tưởng niệm nữ anh thư Trương Trắc và Trương Nhị vào tháng 2, tháng 6 hay tháng 2 âm lịch để tưởng nhớ đến công đức của hai bà. Hội Phụ Nữ miền Đông Bắc Hoa Kỳ ngoài những công tác xã hội, các hội viên còn đóng góp vào công việc bảo tồn văn hóa và truyền thống của người Việt Nam qua buổi lễ như ngày hôm nay. Hội Phụ Nữ tổ chức lễ giỗ Trương Trắc và Trương Nhị là hai vị anh thư của dân tộc Việt Nam. Quan khách và đồng hương có mặt trong hội trường cùng nhau dâng lên nén tâm hương để tri ân tưởng niệm công lao khổ nhọc giành lại giang sơn bờ cõi độc lập, tự trị cho nước nhà. Hội Phụ Nữ người Việt vùng Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức lễ giỗ Hai Bà Trưng là để gìn giữ truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt. Hai Bà Trưng là vị nữ anh thư đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã dựng cờ khởi nghĩa chống sự xâm lăng phương Bắc, và đêm nay ca nhạc dạ vũ mừng 17 năm thành lập Hội Phụ Nữ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Kính chào quý khán giả đài SBTN. Nhóm phóng viên chúng tôi vừa gửi đến quý khán giả những hình ảnh lễ giỗ Hai Bà Trưng do Hội Phụ Nữ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức. Hồi lễ tường trình từ thành phố Philadelphia. Hồi lễ kính chúc quý khán giả và gia đình mỗi ngày thật hạnh phúc. Hồi lễ xin hẹn lại phóng sự kỳ sau. Kính chào. Và tiếp theo là IV News với Thanh Trang. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi. Đụng độ trên Biển Đông, một tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Cộng đâm chìm. Việt Nam cho biết, một tàu Trung Cộng đã đâm chìm một tàu đánh cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, một khu vực có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Trích dẫn tuyên bố từ nhà cầm quyền Việt Nam, hôm thứ Năm, tờ Tuổi Trẻ đưa tin tàu Trung Cộng có số hiệu 44101 đã lai vãng quanh khu vực bãi đá Lồi hôm thứ Tư. Ủy ban Quốc gia về Thiên tai và Phòng chống cứu nạn nói với tờ VN Express, một thuyền đánh cá của Việt Nam cũng có mặt tại bãi đá vào cùng thời điểm. Sau khi thuyền bị tấn công, 5 thành viên trong đoàn đánh cá đã phải bám lấy phần mũi thuyền đang chìm dần.
Khoảng 2 giờ sau đó, họ được một thuyền đánh cá khác của Việt Nam giải cứu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng đưa ra diễn tiến ngược lại, nói rằng Trung Cộng đã phát hiện tín hiệu báo động từ tàu cá Việt Nam và đã điều một tàu đến hỗ trợ. Tờ Hoàn Cầu báo đưa tin, tàu Trung Cộng đã liên lạc với Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Trung Cộng để giải cứu 5 ngư dân Việt Nam, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào có liên quan đến người giải cứu. Hoàng Sa là một khu vực tranh chấp căng thẳng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Cộng. Trung Cộng đã chiếm giữ phần lãnh thổ bằng vũ lực vào những năm 1970 và sau đó tiến hành xây dựng các tiền đồn quân sự trong khu vực này. Trong những năm gần đây, các cuộc đụng độ thường xuyên xảy ra. Điển hình hồi năm 2014, Việt Nam tuyên bố tàu Trung Cộng đã bao vây và đánh chìm tàu cá Việt Nam, trong khi đó Trung Cộng tuyên bố lý do vì tàu Việt Nam đã đe dọa tàu Trung Cộng. 2 năm sau đó, một cuộc đụng độ tương tự diễn ra. Ngoài Việt Nam, Trung Cộng cũng đã đụng độ với nhiều nước khác, kể cả Hoa Kỳ. Vào tháng 9 năm ngoái, một tàu khu trục Trung Cộng đã thách thức tàu hải quân Hoa Kỳ trong hành trình thực hiện quyền tự do hàng hải tại khu vực quần đảo Trường Sa. Người tị nạn gốc Việt đối mặt với lệnh trục xuất dưới thời Tổng thống Trump. Hơn 4 thập niên sau chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến đã tạo nên làn sóng vượt biên đến Hoa Kỳ. Giờ đây, hàng ngàn người nhập cư gốc Việt, bao gồm nhiều người tị nạn có tiền án hình sự, đang phải đối mặt với kế hoạch trục xuất của chính quyền Trump. Hoa Kỳ đã thuyết phục nhà cầm quyền Việt Nam hồi hương cho hơn 7.000 người nhập cư gốc Việt có tiền án và đã bị thẩm phán quyết định trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Trong số những người đang đối mặt với lệnh trục xuất, có ông Vũ, một người đã sống tại Boston 20 năm. Ông yêu cầu giữ kín họ để giữ an toàn cho bản thân trong trường hợp bị trục xuất trở lại Việt Nam. Ông Vũ nói qua một người phiên dịch, mắt nhìn xuống sàn nhà. Việt Nam không thích tôi bởi vì tôi là con lai, họ sẽ trêu chọc và ném đá tôi. Ở đây tốt hơn nhiều, không ai gây rắc rối, làm phiền hay ném đá tôi. Ông Vũ nằm trong diện bị trục xuất vì 2 cáo buộc hình sự về tội tấn công và trộm cắp có từ năm 2001, mặc dù cả 2 bản án đã được hủy bỏ. Trước đây, Việt Nam không chấp nhận hồi hương cho những người nhập cư như ông Vũ. Theo thỏa thuận năm 2008, Việt Nam chỉ chấp nhận những người Việt đã đến Hoa Kỳ sau năm 1995, thời điểm Hoa Kỳ và Việt Nam nối lại quan hệ ngoại giao. Trong cuộc trao đổi với nhóm dân quyền người Mỹ gốc Á tại Atlanta, Phi Nguyễn cho biết, sau nhiều năm đàm phán, về cơ bản, Việt Nam chỉ đồng ý hồi hương cho những người đã đến Hoa Kỳ sau năm 1995. Nhưng bây giờ chính quyền Trump muốn mở rộng thỏa thuận để trục xuất những người nhập cư gốc Việt đã đến Hoa Kỳ trước năm 1995 và phạm tội. Các nhà phê bình nói rằng nhiều người nhập cư chỉ phạm những tội nhẹ trong nhiều năm về trước và đáng lẽ lệnh trục xuất sẽ không nhắm vào những người này. Hơn nữa, một số người nhập cư đã đến Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn tìm kiếm sự bảo vệ. Bethany Lee, giám đốc của Asian Outreach Unit tại văn phòng dịch vụ pháp lý Boston cho biết họ đã bị buộc phải đến Hoa Kỳ bằng nhiều cách vì cuộc chiến ở đất nước họ. Trong trường hợp ông Vũ, ông sinh ra tại Sài Gòn năm 1967. Cha ông là một quân nhân Hoa Kỳ tại Việt Nam và hầu như ông không biết gì về mẹ mình. Ông Vũ nói rằng mẹ ông đã rời bỏ ông khi ông còn nhỏ và ông đã bị phân biệt đối xử khi ông còn ở Việt Nam. Ông nói tôi bị ám ảnh vì điều đó và tôi không muốn bị trục xuất. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Minh Phượng xin cảm ơn quý vị luôn theo dõi và đón xem. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Minh Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Thông báo, kể từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại quận Fairfax, Virginia có dịch vụ khai thuế miễn phí cho những cá nhân hay gia đình có lợi tức năm 2018 từ 55.000 trở xuống. Khi đến các trung tâm khai thuế, xin quý vị cần mang theo các giấy tờ quan trọng của quý vị và người khai trùng. Trung tâm khai thuế miễn phí có nhân viên nói tiếng Việt. Fairfax Skill Short Center, Annadale, 7611 Little River Turnpike, phòng 330, Annadale, Virginia, 22003. Phục vụ vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 13 tháng 4 năm 2019, vào các ngày
thứ Tư và thứ Năm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi liên lạc xin gọi ông James Hoàng Đỗ 703-533-5471. Gala Linh Ca. Trong đời sống mục vụ của người linh mục thì tiếng hát, lời ca nguyện của người mục tử không quên lời kêu cứu của những mảnh đời bất hạnh. Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên tiếng: người nghèo không thể đợi. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm Linh Ca Cha Cha Cha, The Singing Priest, những người linh mục lại một lần nữa mang lời ca đến với người nghèo không thể đợi. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự buổi tiệc gây quý vào lúc 6 giờ 30 thứ Sáu ngày 22 tháng 3 2019 tại Golden Sea Restaurant. Được sự trợ giúp của các nhóm và tổ chức Francisco Răng Sún, Project Việt Nam, Tủ Thuốc Tình Thương, Chén Gạo Tình Thân, Chuối Hạt Hy Vọng, Viên Gạch Nhân Ái, Jeff Người Phong, Bonjour and Hello Việt Nam, Học Bổng Dẫn Thân Nguyễn Văn Thuận, Công Tác Y Tế Tình Thương. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự.